Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Gian hàng Việt Nam tạo dấu ấn tại Ngày hội Pháp ngữ ở Yverdon, Pháp, thu hút đông đảo người dân địa phương tới tham quan. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ có đầy đủ các quyền liên quan đến nhà ở và đất đai như người Việt Nam ở trong nước. Đoàn tàu du lịch mang tên Kết nối di sản miền Trung, nối Huế và Đà Nẵng đã chính thức lăn bánh, loại hình du lịch độc đáo và khác biệt của đường sắt Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Cuối tuần qua, thành phố Yverdon thuộc tỉnh Seine-et-Marne đã tổ chức ngày hội cuối tuần Pháp ngữ lần thứ 5 với sự tham dự của hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương và các hiệp hội. Việt Nam vinh dự được làm khách mời danh dự tại sự kiện này. Với những danh lam thắng cảnh qua hình ảnh, rối nước bằng gỗ, lồng giỏ mây tre đan, áo lụa tơ tằm và rất nhiều những đồ lưu niệm, gian hàng Việt Nam nổi bật với lá cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo người dân địa phương tới tham quan, tìm hiểu và khám phá các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng đã phối hợp với các du học sinh Việt Nam để thực hiện chương trình văn nghệ và trình diễn áo dài độc đáo, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các du khách tham quan về một đất nước là khách mời danh dự của sự kiện năm nay. Đây đã là lần thứ 5 mà thành phố Yverdon tổ chức ngày hội cuối tuần Pháp ngữ nhằm tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3. Được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2015, sự kiện này luôn thu hút được sự tham gia của đông đảo các phái đoàn và cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp. Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Bộ phận Đại diện Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức buổi gặp mặt một số chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh người Việt đang làm việc và học tập trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại địa bàn. Với đặc thù Thụy Điển là quốc gia phát triển hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ, cộng đồng người Việt tại đây có khoảng 22.000 người nhưng lại chưa có một tổ chức tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học người Việt. Đại sứ Trần Văn Tuấn mong muốn có thể xây dựng được một hội chuyên gia khoa học công nghệ người Việt Nam tại Thụy Điển nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng chất xám của cộng đồng tại địa bàn. Đại sứ kêu gọi các chuyên gia người Việt tại địa bàn bằng kiến thức, kinh nghiệm, khả năng của mình và nhất là tấm lòng hướng về Tổ quốc sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển khoa học công nghệ của nước nhà, hỗ trợ các cơ quan đại diện Việt Nam tăng cường thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển đến hợp tác, đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phía bạn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo. Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc vừa có chuyến thăm và làm việc với bà con cộng đồng người Việt tại tỉnh Bắc Moravia, một trong những địa phương tiêu biểu có cộng đồng người Việt thể hiện được rõ nét bản sắc văn hóa người Việt tại Séc. Ông Dương Hoài Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để hỗ trợ các hội đoàn người Việt tại Séc trong các hoạt động chung, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội người Việt tại Séc, có nhiều chương trình hoạt động để nâng cao vị thế của người Việt ở nước sở tại. Nhân dịp này, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc cũng đã tới thăm tập đoàn Elmic. Đây cũng là một trong những tập đoàn lớn của Cộng hòa Séc do người Việt làm chủ và là một trong những tập đoàn mang tầm cỡ châu Âu. Thưa quý vị, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ có đầy đủ các quyền liên quan đến nhà ở và đất đai như người Việt Nam ở trong nước. Đây là thông tin nổi bật tại hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức vào chiều ngày 26 tháng 3 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu và hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước. Tại hội nghị, đại diện của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đã giới thiệu các điểm mới trong nội dung luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản cũ có quy định phân biệt quyền tiếp cận, sở hữu và nhận quyền sử dụng đất giữa người Việt Nam ở trong nước với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các luật mới quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam
thì có đầy đủ các quyền liên quan đến nhà ở, đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước. Nhóm là những người Việt Nam mà định cư ở nước ngoài nhưng còn quốc tịch Việt Nam thì được đối xử có các cái quyền như là người Việt Nam ở trong nước, được các cái hoạt động người mua, người thuê mua, mua bán để thuê chuyển nhượng lại như là người Việt Nam ở trong nước. Và nhóm thứ hai là những người mà gốc Việt Nam ở nước ngoài thì cũng quy định rõ là các cái quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán rồi được thuê mua để chuyển nhượng. Chúng ta cũng đã được các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ đã trực tiếp thông tin đến kiều bào ta để làm rõ những cái điểm mới và từ đó để bà con có thể hiểu, có thể tham gia một cách tích cực hơn vào việc đầu tư. Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và thu hút kiều hối từ hàng triệu công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, tạo nguồn lực phát triển kinh tế đất nước. Ba luật mới thì trong đó có luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Thì cả ba luật đấy đều tác động rất là lớn trong cái cộng đồng người Việt Nam đã ở nước ngoài, tạo ra một cái thuận lợi vô cùng lớn lao trong vấn đề là bà con yên tâm và quyết tâm đầu tư, kinh doanh và đồng thời phát triển trong nước. Luật đất đai lần này, chúng ta đã giải quyết được ba vấn đề vô cùng quan trọng cho bà con người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Thứ nhất, nhà ở. Thứ hai, kinh doanh bất động sản. Và thứ ba, đầu tư. Trong lĩnh vực này thì tôi thấy rằng mọi vấn đề đã tốt rồi, nhưng để triển khai nhanh hay chậm còn liên quan tới tất cả các văn bản thông tư hướng dẫn dưới luật. Việc đồng nhất quyền đối với đất đai và nhà ở giữa người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước là minh chứng thể hiện rõ nghị quyết 36 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào cuộc sống trên tinh thần giúp đỡ kiều bào hướng về quê hương đất nước. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 3, Hội trại Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam đã lần đầu tiên được diễn ra trong khuôn khổ Trường Phổ thông Trung học Pathumthep, tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan. Sự kiện đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các giáo viên dạy tiếng Việt, các em học sinh, cùng với đó là đại diện cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan. Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Chu Đức Dũng đã đánh giá cao ý tưởng tổ chức Hội trại Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam. Qua sân chơi này, các em không chỉ tham gia vào các chuyên đề nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, mà còn có cơ hội được giao lưu với nhau, giúp nhau hiểu biết hơn về nét đẹp văn hóa, lịch sử và đất nước, con người Việt Nam. Thái Lan và Việt Nam là hai đối tác thương mại lớn của nhau, bởi vậy việc nắm vững ngôn ngữ và văn hóa Việt sẽ là hành trang rất tốt cho các bạn học sinh Thái Lan khi tìm kiếm các công việc tại Việt Nam. Trong ngày khai mạc hội trại, rất đông bà con kiều bào đã tới tham dự và đóng góp các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai đất nước Việt Nam, Thái Lan. Chuyển sang các thông tin văn hóa trong nước, dọc theo dòng sông Cầu, những làng quan họ dần hình thành, phát triển và chẳng biết từ bao giờ quan họ đã trở thành nếp sống, thành truyền thống văn hóa của những ngôi làng này. Từ năm 2009, dân ca quan họ cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát triển. Trong đó thì thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nơi có 18 làng quan họ đã được công nhận. Trải qua nhiều năm tháng gìn giữ và phát huy những giá trị này, tại đây luôn duy trì các cuộc liên hoan dân ca quan họ hàng năm. Súng xính trong tà áo tứ thân, chiếc nón quay thao, những cô bé, cậu bé háo hức cùng ông bà tham gia đội thi hát quan họ tại chùa Bồ Đà. Ở nhà con được bà con dạy hát, con rất yêu là điều quan họ quê con, con sẽ giữ truyền thống này đến về sau. Lớn lên từ tình yêu với những làn điệu quan họ, những liền anh liền chị ở tuổi 60, 70 vẫn lên sân khấu trình diễn bằng cả nhiệt huyết, niềm đam mê, tự hào về quê hương quan họ. Thông qua đây chúng tôi là rất muốn rèn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc và truyền lại cho các cháu, các lớp kế cận, kế tiếp về sau để gìn giữ mãi cho dân tộc.
Năm nào cũng vậy, Hội Chùa Bồ Đà đã trở thành nơi để những liền anh, liền chị, quan họ gặp gỡ, giao lưu 52 đội thi với hơn 1.000 nghệ sĩ không chuyên tham gia liên hoan dân ca quan họ lần thứ 23, đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ du khách, từ các khán giả. Trong cái liên hoan năm nay thì chúng tôi được biết là đã đưa vào được hơn 10 cái làn điệu mới và được đón nhận ở các liền anh rất lớn tuổi, liền chị rất lớn tuổi và đặc biệt các cháu thiếu nhi ở các trường học cũng đã được tham gia. Thời gian tới đây chúng tôi tiếp tục duy trì và phát huy tốt cái thứ nhất đó là các cái lớp truyền dạy dân ca quan họ cho các em trong các trường học, cho học sinh. Cái thứ hai nữa là tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn rồi thì bồi dưỡng cái kiến thức về quan họ cho các câu lạc bộ. Và đặc biệt là thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức các hội thi hàng tháng, hàng quý giữa các cái câu lạc bộ với nhau. Sức sống của các làn điệu quan họ đang được lớp lớp thế hệ hôm nay tiếp nối trong mỗi gia đình, xóm phố. Mỗi câu hát vang lên cùng với niềm tự hào về quê hương đổi mới, Yên Bình, nơi có các làng quan họ cổ bên bờ bắc sông Cầu. Thưa quý vị, nếu quý vị chưa một lần được tham gia vào những chuyến tàu du lịch bằng tàu hỏa, thì tuyến tàu kết nối di sản là một hành trình rất đáng để thử đối với những du khách muốn trải nghiệm một loại hình du lịch độc đáo và khác biệt. Vừa qua, thì việc đưa vào khai thác dịch vụ tàu lửa du lịch trên tuyến đường sắt Huế-Đà Nẵng được xem là một trong những tuyến đường sắt đẹp nhất Việt Nam đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Được ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh đẹp với nhiều đoạn đường đèo quanh co uốn đường, được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật ẩm thực đặc trưng. Đó là những gì du khách sẽ được trải nghiệm khi tham gia hành trình chuyến tàu di sản kết nối miền Trung. Du lịch bằng tàu hỏa là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào nhịp sống chậm rãi, thư thái và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Trên hành trình này, tàu sẽ dừng đổ tại ga Lăng Cô để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và check-in vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Em cảm thấy rất là thích thú và em còn trong người em còn cảm thấy một chút gì đó rất là tự hào khi mình là những người đầu tiên đặt chân lên cái con tàu đặc biệt này. Trong thời gian di chuyển khoảng 3 giờ, du khách đi tàu được phục vụ các sản phẩm ẩm thực, âm nhạc truyền thống. Các du khách không chỉ có trải nghiệm một chuyến tàu mà còn trải nghiệm nhiều hơn nữa, đó là văn hóa, ẩm thực, rồi di sản, rồi các loại hình thức đặc trưng khác của Thừa Thiên Huế cũng như Đà Nẵng. Không chỉ góp phần đảm bảo kết nối đi lại giao thông của người dân giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng, chuyến tàu kết nối di sản là một lựa chọn không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích phương án di chuyển an toàn, thoải mái, thân thiện, đặc biệt là những trải nghiệm tuyệt vời khi thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Và với những chuyến tàu đặc biệt như thế này thì hy vọng rằng những du khách bây giờ khi tới với Huế hoặc Đà Nẵng thì chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn mới để trong hành trình tham quan, khám phá những di sản, khám phá những điểm đến hấp dẫn tại miền Trung Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!